Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình, mình là Uniart Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái uh, chủ đề trong cái series kiếm tiền với X. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo uh, nội dung, tạo 30 bài viết chỉ bằng uh, những thao tác click chuột đơn giản. Thì khi mà chúng ta có 30 cái bài viết đó thì chúng ta không còn quan tâm cái vấn đề là làm thế nào để mà chuẩn bị nội dung uh, để mà đăng lên uh, cái uh, kênh X của mình hết. Ha? Mọi thứ nó đã rất là đơn giản rồi và lúc đó các bạn chỉ cần tập trung vào cái việc đi tương tác uh, chéo và hỗ trợ nhau sit-in thôi. Ok. Thì đầu tiên là các bạn nhờ xem cho mình là à, các bạn vào cái cửa hàng Chrome trực tuyến các bạn cả, à, tải cho mình cái extension là à, AI à, BRM for ChatGPT. Đó, cái icon mình phóng to cho các bạn xem nè. Đó, ở đây nó có là một triệu người dùng, ha, các bạn thôi lưu ý những cái thông tin này. ai.brm.com. Rồi các bạn tải cái extension này vào nha. Ok. Rồi. À, tiếp Và bây giờ là các bạn sẽ... À, ví dụ như các bạn à, đăng nhập vào chat.gpt. Đây. Các bạn vào cái đường link chat.openai.com. Rồi các bạn cũng đăng nhập cái tài khoản chat.gpt của mình vào. À, đăng nhập cái tài khoản chat.gpt của mình vào. Bây giờ mình sẽ cài đặt nha. Sẽ demo cho các bạn xem luôn. Để mình cài trước cái extension này đi. Anh em thấy. Đây. Để... Continue ha, continue. Đó, sau khi cài extension, à, các bạn vào ChatGPT, đăng nhập vào. Nếu mà ai chưa có tài khoản ChatGPT thì liên hệ mình nha. Mình có bán với những giá rất là vũ nghị ha mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cái tài khoản ChatGPT để các bạn tạo nội dung. Sau khi mà mình cài extension xong, thì mình vào ChatGPT nó sẽ báo những cái uh, thông tin như thế này. Các bạn vào đây chọn cho mình Connect with Google Account rồi right. chọn luôn Continue rồi xong và. Uh vào cái Gmail ha, vào Gmail. Vào cái Gmail để chúng ta verify cái extension này. Cái extension này rất là lợi hại nha các bạn. Rồi confirm nè, rồi confirm địa chỉ email. Rồi connect with OpenAI account gì đó. Rồi bây giờ mình quay lại chat GPT ha. Accept, confirm. Rồi, ví dụ như rồi đây là cái giao diện chính của nó nha. Rồi các bạn thấy không nó có vẻ gì đó nó nó nguy hiểm và nó phức tạp đúng không? Uh, thực chất thì nó nó đơn giản lắm rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc đầu tiên đó là tạo ra 30 cái tiêu đề cho cái nội dung sau đây là mình sẽ uh, hướng dẫn cho các bạn nha ok bây giờ là mình sẽ uh, dùng cái công cụ ở đây chúng ta sẽ gõ là 30 content ideas gì đó nha rồi các bạn gõ vào đây cho mình search 30 content Idea. Đây, cái này nè. À, các bạn chọn cái này, click vào cho mình. À, đó, đây là nó nó cấu hình sẵn cho mình luôn. Rồi, cái Output In, chọn tiếng Việt cho mình. Kéo xuống. Đây, Việt ngữ nè. Việt ngữ nè. Ok, rồi nhớ chọn Việt ngữ nha. Chúng ta làm... Còn bạn nào là thích làm tiếng Anh thì để yên. Rồi, cái Topic ở đây là ví dụ như là mình... Uh, topic ở đây là... Uh, phát triển phát triển bản thân ha rồi ví dụ vậy đây là cái chủ đề gốc bây giờ đó cái con ai á, nó sẽ viết cho mình 30 cái tiêu đề rồi tí nữa mình sẽ chỉ thêm các bạn thấy nó nhanh không đó nó tạo ra 30 cái tiêu đề rồi ok nó tạo ra 30 cái tiêu đề ha rồi bây giờ mình sẽ tức, uh, các bạn bôi cho mình đây Viết Viết hết kéo xuống rồi chuột phải copy rồi bạn mở một cái tab mới cho mình Gõ vào đây Notepad.bw Rồi giới thiệu các bạn một cái trang web ha Cái trang web này nó giúp cho chúng ta lưu những cái nốt tạm á Mà không cần đăng ký gì hết. Rồi mình sẽ bắt vào đây nha Rồi mình cắt ở đây ha Đây là 30 cái chủ đề à mà Mình xin phép nói một tí là vì là chúng ta kiếm tiền với X thì là chúng ta cần cái nội dung hàng ngày để mình giải quyết cái vấn đề mà dành cho những bạn nào mà không có nghĩ ra được content đó thì mình sẽ áp dụng cách này mình tạo ra content mà không cần cái suy nghĩ gì hết đó là chúng ta hoàn toàn có được những cái bài viết nó ổn khá là ổn để mình đi cày tiền còn những cái trường hợp nào mà các bạn đầu tư chất xám nhiều các bạn tự viết thì đó là trường hợp riêng nha mình mình không có phải là khuyến nghị là chúng ta phải làm theo theo mình À, tại bởi vì là cái video này dành cho những bạn nào mới và chưa biết cách tạo content và bản thân mình mình vẫn dùng cái này. Đó cho nên là tùy cái mục đích chúng ta ha. Rồi, ở đây là danh sách 30 cái tiêu đề nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi uh, viết bài nha. Uh, thì uh, đầu tiên mình cần các bạn mở cho mình cái uh, Google Sheet ha, các bạn có thể đăng nhập uh, vào Google rồi mở cái mở cái cái Google Sheet này lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ copy sẽ copy các cái tiêu đề này rồi các bạn bỏ đây cho mình click mở lên số ô này bát vào rồi ở đây các bạn gõ cho mình số 1 rồi các bạn giữ cái phím control ở trên máy tính của các bạn á rồi các bạn kéo xuống để cho nó 30 cái số thứ tự rồi bây giờ bạn viết cho mình cái cái công việc đơn giản đây và bạn gõ vào cái ô bên bên cạnh đây mà gõ bằng bằng con c r n rồi cái hàm này nè con con carotenic này nè này à nè đó cái hàm này nè ha rồi xong chọn vào đây chọn vào a 1 rồi à, chấm phẩy mở ngoặc dấu chấm đóng ngoặc chấm phẩy rồi chọn b 1 rồi đóng ngoặc ở đơn ngoặc đó thì nó sẽ ra như thế này Rồi các bạn click vào đây Click vào đây rồi click vào cái dấu chấm này nè Click vào cái dấu chấm này nè Kéo xuống cho mình Rồi như vậy là chúng ta có danh sách 30 cái bài với đánh số thứ tự rất là rõ ràng ha Rồi bây giờ mình mình để yên đó Bây giờ quay lại chat GPT à, Mở cái cửa sổ chat mới lên ha à, New chat nè Bạn có thể chọn new chat Rồi bây giờ bạn sẽ vào cái cái file mình sẽ gửi cho các bạn sau nha trong cái Figma á cái Figma là cái phần mềm mà thiết kế á, mình có để sẵn cho bạn một cái câu lệnh ở đây ha một cái câu lệnh ở đây rồi bạn sẽ copy bạn sẽ copy những cái câu uh, cái, cái 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 prompt này bạn bỏ vào chat GPT cho mình rồi output ở đây là việt ngữ ha các bạn chọn việt ngữ hoặc bất cứ cái ngôn ngữ nào các bạn thích như tiếng anh chẳng hạn đi rồi bây giờ tôi còn viết 30 bài viết Uh, chủ đề liên quan đến uh, phát triển bản thân ví dụ như thế rồi rồi ha rồi bạn click ở cuối ngay sau ha dấu hai chấm giữ im ship gõ enter để cho nó xuống dòng nó không có bị nhảy câu lệnh rồi bây giờ bạn vào đây bạn vào lại cái Google ship lúc nãy rồi chọn click rồi click vào cái trên cùng rồi giữ im phím ship chọn cái cuối cùng là nó chọn hết 30 rồi copy cho mình nha rồi quay lại chat GPT Rồi bây giờ bát lại bát cái danh sách nó vào Đó bạn thấy không từ 1 tới 30 nè Rồi bây giờ click vào đây Rồi chờ cho nó viết bài nha Đó nó, nó đang viết cho các bạn á Rồi bây giờ chỉ là Bước này gần như xong rồi chỉ là click chuột thôi Rồi bạn thấy điều gì không Đây nè bài 1 nè làm thế nào để phát triển bản thân hàng ngày nè đó đó, nó trùng với lại cái tiêu đề nè Rồi Đó như vậy là chúng ta có một cái bài khá khá ha. Với cái nội dung mà nó dài như thế này á Là đủ để cho các bạn viết lên Twitter rồi Đủ dùng rồi Đủ dùng rồi Ok cái việc tiếp theo thú vị á, Là các bạn để ý cho mình cái nút continue nè Continue là viết vào cho mình Nó sẽ tự viết cái bài số 2 À, ở đây là mình thấy là lúc nãy là nó viết um, nó viết thêm cho mình là của cái bài 1. Ok, cái này là bài 2 đúng không? Rồi cứ kệ đó. Đây bài 2 nè, bài 2 nè. Rồi cái continue cho mình xem. Rồi bài 3 nè, đó nó đã mượt rồi đó. Lúc nãy nó viết hơi dư một tí hả? bài 1 nó viết dài quá, không sao. Qua bài 2 rồi nè. Bài 3 nè. Khá là hay á. Rồi, rồi bài 3 ha, bài 3 nè, continue, xem nó viết bài 4 không. Đó bài 4 đó các bạn thấy không? Như vậy bây giờ chỉ cần click chuột uh, khoảng 26 lần đó đã, đã tự viết hết cho bạn rồi là mình có được uh, nội dung ha, nội dung cho 30 ngày rất là dễ dàng. Rồi chút nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái cái cách này nha. Ok. Rồi bây giờ là bây giờ là mình 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 giả sử như là ok click cái này đi. Rồi mình giả sử như là sau khi mà các bạn viết xong 63 à, 30 bài á, rồi cứ để đó. Rồi mình chia sẻ cho các bạn một cái à, cái file Figma nha. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Muplex. À để mình đặt tên cho cái file này đã. Chút tí nữa mình sẽ chia sẻ cái đường link cho các bạn. À, thì uh, trong cái uh, nội dung hôm nay á, là các bạn sẽ đã, uh, làm quen được thêm một cái công cụ là Figma, cái này nhiều người cũng cũng đã từng hỏi mình. Nó rất là tuyệt vời các bạn nha. Rồi, đây đây là ví dụ như cái đường link nè ha. À, đây thì mình có một cái đường link nè, rồi cứ để đó, tin nữa chúng ta giải quyết tiếp. Rồi, à, bây giờ giới thiệu các bạn một công cụ thứ hai đó là Figma. Figma.com ha, à, Figma.com. Rồi, các bạn mở lên rồi các bạn chọn cho mình login rồi các bạn đăng nhập bằng cái gmail của chính các bạn nha cái gmail của các bạn á rồi cái này nó miễn phí nha mà nó rất là mạnh những người làm việc chuyên nghiệp nhất họ cũng dùng cái này đó và tin vui là nó miễn phí còn cái bản trả phí thì người ta những người chuyên nghiệp khác họ có những nhu cầu riêng thì họ dùng thôi còn bản miễn phí vào rất là tốt rồi vào đây các bạn có thể là skip đó, chọn đại mấy cái thông số gì đó rồi skip cho mình cứ uh, click chọn continue rồi chỗ nào mà không continue được thì rồi cái bước này chọn starter nha miễn phí miễn phí free nè oh, continue bỏ qua đi rồi rồi ha tới đây là đăng ký thành công rồi nè rồi bây giờ là mình cho bạn một cái đường link đây rồi mình sẽ share cái đường link đó sau bây giờ mở cái tab mới lên chúng ta xem thử ha đây cái đường link của mình là community rồi file rồi này kia rồi, mở lên đây là một cái file mẫu mình chia sẻ cho các bạn, các bạn cứ việc đem về dùng thôi tìm cái. Rồi, à, các bạn chọn cho mình open in Rất là dễ dùng các bạn nha, cực kỳ dễ dùng luôn. Dễ dùng lắm, đây, đây là một cái file mẫu mà mình đã à, đã, đã share share cho các bạn rồi. Nè. Thì khi các bạn click vào open in Figma là nó copy ra một cái file riêng. Cái file riêng cho các bạn luôn, bạn có thể đặt tên lại. Click trên đây viết cho nó đặt tên lại ví dụ bạn có tên là nguyễn văn a đi nguyễn văn a rồi ví dụ như thế hả rồi ở đây nè lúc nãy mình có lưu mấy cái prom những cái thông tin đó bạn nào mời mình cà phê thì ở đây mình có thông tin chuyển khoản này cảm ơn các bạn à, ok ở đây có cái mẫu là ngày một nè ngày một nè rồi bây giờ tiếp tục nha chúng ta sẽ làm một cái công việc như sau à, à, đầu tiên các bạn quay lại chat gpt cho mình rồi, ví dụ giả sử như ở đây mình có cái bài 1 ha. Lấy bài 2 đi. Bài 2 cũng được. Tại sao phải chuyện bản thân quan trọng? Click vào đây, kéo chuột copy hết cho mình nha. Rồi, copy hết cho mình. Copy. Rồi, quay lại cái ma lúc nãy á. Quay lại cái ma lúc nãy á. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ chọn. Uh, các bạn có thể ấn trên bàn phím á. Control với dấu trừ hoặc là dấu cộng để mà phóng to thu nhỏ cái vùng làm việc ha rồi tiếp là các bạn có thể dùng cái icon cái bàn tay này nè nên là hand tool này nè rồi các bạn click vào các bạn kéo đó kéo cái vùng làm việc đi ha những cái này nó rất là cơ bản cứ cứ bạn cứ thực hành đi nó đơn giản lắm ok rồi bây giờ mình sẽ có bị cái chữ lúc nãy các bạn chọn cho mình cái cái công cụ uh, cái công công cụ move này nè mũi tên này nè rồi chọn nó nhanh chọn lại rồi click vào đây click vào đây double click vào đó là bắt đầu là chỉnh sửa được rồi nè, rồi bây giờ mình xóa hết thôi, mình xóa hết, mình xóa hết, rồi mình dán cái cái uh, chat gpt lúc này nó viết vào, quay lại copy nè xem, rồi quay lại nha, rồi đó tại sao phát triển bản thân quan trọng gì đó, rồi bây giờ chỗ này chúng ta sẽ xử lý nhẹ một tí các bạn ha, rồi bây giờ nè à, dưới đây là một số lý rồi chỗ này enter cho mình, đó cách dòng để cho nhìn nó 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 có một cái tí gì nó thoáng trong cái trong cái uh, văn bản các bạn nha. Rồi đây là tóm lại nè, gì gì đó. Rồi. Rồi cái hashtag này các bạn tùy nha, các bạn muốn uh, ghi hashtag sao tùy các bạn, cái này là mỗi mỗi người mỗi uh, ý. Rồi, như vậy đó, là về cơ bản là ở đây chúng ta đã xong cái content này rồi nè. Chúng ta xong cái 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 uh, phần chữ đúng không? Bây giờ mình chỉ các bạn tiếp về cái phần hình ảnh. Ok, bây giờ nè các bạn để ý cho mình nghe Tại sao phát triển bản thân quan trọng Mình chỉ bạn cái cách làm này đó là không cần phải suy nghĩ luôn Rồi mình giới thiệu thêm một cái con AI Nó tên là ideogram.ai Các bạn vào cái trang web này Các bạn đăng ký tài khoản bằng chính cái Google luôn Không có cần phải tạo thêm gì đó Bây giờ mình sẽ vẽ cho bạn coi nè Cái ô trên cùng nè Rồi mình bắt cái câu hồi nãy nè mình rất là lười cho nên là mình dùng những cái gì nó có sẵn Tại sao phát triển bản thân quan trọng đúng không Rồi để ý chỗ này cho mình nè à. ngay cái chỗ đây nè à. chọn cho mình 16 10 nha 16 10 ảnh ngang á, ảnh ngang 11 là ảnh vuông rồi generate chờ nó một tí mình cứ gửi những cái câu lệnh ngẫu nhiên nó nó cũng sẽ tạo ra hình cho mình là cũng ok lắm rồi cái này là mình chỉ với các bạn làm hình nha Ok đó nó, nó ra khá là hay rồi đó Đẹp nha Hoàn toàn là các công cụ miễn phí nha các bạn Mình muốn các bạn tiết kiệm chi phí á, Cho nên cái nào miễn phí mà xài ngon là mình mình chỉ với các bạn hết um, Phát triển bản thân Ok ở đây có hai cái hình mình thích là Doanh nhân thành đạt ở đây là các cái bạn trẻ như nào đấy Chọn người này đi ha? Chọn danh nhân thành đạt đi Rồi ok Bấm vào đây rồi các bạn để ý kỹ đoạn này nè. Chuột phải copy 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 image được chưa? Rồi. Quay lại cái file Figma mình sẽ chỉ với các bạn cách dán cái hình nó vào. Rồi bây giờ nha, để ý cho mình. Click cái nút control ở trên máy tính, click control rồi chọn vào cái tấm hình, chọn vào giữa ngay cái tấm hình này nè. Đó là bạn thấy nó có một cái dấu cộng. Rồi xong. Rồi click chuột phải, chọn Pass Here. À, ở đây nó hỏi yêu cầu gì đó, mình chọn Allow. Rồi xong được, ok chưa? Đẹp không? Đó, cái hình nó nhảy vào trong này luôn, chưa hết. Rồi ngay ở góc ở trên này, double click vào cho mình. Double click vào cho mình. Double click vào ha. Rồi gõ ví dụ như là à, tên của bạn là Crypto, uh, Crypto Việt Nam, mình ví dụ như vậy. Đó là tên cá nhân của chính bạn á. Rồi như vậy tấm hình này gồm có hình tên cá nhân của các bạn v Ở dưới đây là tiêu đề Ok click vào sửa Double click vào cho mình Rồi gõ sửa như là một cái văn bản bình thường Không có gì đó Tại sao phát triển Cái này gõ hoặc là copy paste cũng được nha Phát triển bản thân quan trọng Rồi ok Trong cái bài này thì mình gợi ý là có 8 ha? 8 điều Cái gì đây Để mình chút 8 điều còn lưu ý 8 điều cần lưu ý. À, chỗ này à, mình à, cái dòng nó nhảy hơi 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 dài, các bạn sửa cho đây nè, để ý nè. Uh, fly hay nè, ngay cái chữ A nè nè, click vào đây. À, cho 70 chục đi. Nó giảm từ từ thôi, giảm chừng nào mà các bạn thấy nó phù hợp. Tại mình có kinh nghiệm nên mình chỉ nhìn là mình mình cũng biết phần nào à. rồi xong. Rồi click vào nó ha, kéo xuống, kéo xuống. Đó kéo xuống cho nó cân bằng trên dưới thôi Rồi sau đó các bạn có thể bôi đen Bôi màu ví dụ như là phát triển bản thân Phát triển bản thân Rồi các bạn click vào fill Ở đây nè Đó cái màu trắng nè Bạn chọn cho mình một cái màu Một cái màu quốc kỳ Phát triển bản thân rồi Rồi xong như vậy là về cơ bản là Bạn đã có một cái tấm ảnh rồi nè Và bạn đã có content rồi nè Rồi bây giờ mình sẽ chỉ với các bạn cách nhân bản nhân bản nha rồi cái chỗ này chú ý một tí nha cái hay là chỗ đoạn này click chuột vào một cái vùng click chuột vào một cái vùng đây quét hết cho mình nó quét chọn thôi như chơi game vậy không có gì đâu rồi quét chọn cái vùng này trên bàn phím gõ cái à, nhấn vô cái chữ alt alt rồi nếu mà bạn gõ đúng là bạn để ngay cái chỗ chỏ chuột nó hiện ra hai cái chỗ chuột cái này có nghĩa là copy á rồi bây giờ nè giữ yên cái nút alt click chuột kéo ra cho mình kéo ra thấy không thấy nó nhân bản lên không rồi ok ví dụ nha rồi ở đây mình sửa là ngày 2 đi ví dụ như thế ha rồi vô lại chat gpt rồi cũng copy copy rồi copy dán vô copy dán vô à. rất là đơn giản luôn rất là rất là đơn giản luôn ok rồi xong đúng không rồi đó Ví dụ như lúc nãy mình có cái hình trên ideogram á, dùng lại cũng được. Sao đâu? Copy. Rồi. Control. Chỉ vào cái hình. Rồi. Bát here. Rồi. Có được thêm tấm nữa. Quá là đơn giản luôn. Sẵn có chữ crypto Việt Nam Mình ví dụ về tên của bạn á. Uh, uh, bí quyết phát triển bản thân hiệu quả. Ha? rồi. Rồi. paste vô đây. Bí quyết phát triển bản thân hiệu quả. Rồi ví dụ như vậy 8 điều Ở đây 10 đi 10 điều cần lưu ý gì đấy Ví dụ như thế ha Rồi Như vậy có nghĩa là Bây giờ chúng ta cứ làm tương tự thôi Cứ kéo qua ha. Đó Ngày 3 Như thế Các bạn làm lần lượt Các bạn sẽ có 30 ngày ha Ví dụ như ở đây mình Mình làm nhanh với Các bạn thấy thôi Đó ví dụ như Khi mà thực tế Khi mà thực tế Là cái số bài của chúng ta ở Trong nó sẽ như này này Như này này đó không? nó rất là nhiều đó rồi nó phóng to thu nhỏ thôi phóng to thu nhỏ thôi, tùy cái mỗi chỗ thôi ví dụ đang ngày 4 nè đó chúng ta chỉ cần mất khoảng một tiếng thôi là mình làm được cho một tháng luôn nó nó cũng đánh đổi nó cũng hợp lý nha ví dụ tới tớ ví dụ như thế ha rồi xong ví dụ như bạn có 30 ngày đi ha rồi à, như vậy là hình có rồi chữ có rồi bây giờ là đăng lên thì trước khi đăng bây giờ mình chỉ với bạn xuất hình ra đây để ý chỗ này cho mình đây Mỗi cái tấm hình nó đều có một cái chữ nhỏ nhỏ cho này nè. Slide này nè. Click vào đây cho mình. Nhỏ nhỏ nè. Đó là nó sẽ chọn hết tất cả cái này. Bây giờ sẽ xuất hình ra. Để ý bên tay phải. Kéo chuột xuống cho mình. Export. Click vào dấu cộng. Rồi. Rồi. Xong rồi. Click vào cái nút là Export Slide. Gì đó ha. Rồi nó sẽ tải về cái phần download trên cái máy tính của bạn á nhớ nhăn vào một download trên máy tính để tìm cái hình này. Mặc định nó nằm ở đó, rồi bây giờ mình đăng bài thử thôi. Rồi. Mình mở kênh của mình lên. Đăng bài thôi. Đăng bài thôi. Ví dụ như mình đăng bài nè. Rồi, đầu tiên lấy phần chữ, đúng không? Lấy phần chữ vào đây. Rồi, double click vào. Control A, copy. Rồi rồi cho có copy. đó là đẩy chữ vô rồi tới hình. ở đây là tại vì cái tài khoản này mình chưa mua tích xanh cho nó bị đỏ thôi không vấn đề gì. rồi click vào media, cái hình lúc nãy mà mình mới tải về á đây nè, được chưa? có hình và có chữ rồi như vậy là một bài hoàn chỉnh bấm bot là là tải lên thôi. đó như vậy là thông qua cái uh, cái cái video này chúng ta học được một số điều là dùng extension AI BRM uh, À, kết hợp với chat gpt để tạo nội dung nhanh tạo 30 bài viết rất là nhanh à, kết hợp cái con ai ideogram để tạo hình rồi dùng uh, notepad bw để mà lưu trữ lưu trữ um, gọi là tạm những cái thông tin rồi à, kết hợp với là mở figma tạo uh, sử dụng công cụ figma để mà làm ảnh cơ bản như vậy là bạn đã tương đối là là là, là giải quyết được cái bài toán về nội dung đó. như vậy là bây giờ chúng ta có rất là nhiều nội dung để đăng mình không cần phải mỗi ngày phải suy nghĩ nữa. Cái việc của mình bây giờ là sáng là mấy giờ đó đăng bài lên rồi đi tương tác. Là chúng ta đã có thể bắt đầu kiếm tiền với X rồi. À, và đây chỉ là một trong những cái video trong cái series mà mình hướng dẫn cho các bạn tạo nội dung. Và những cái công việc mà liên quan tới kiếm tiền với X. Thì hy vọng bạn thích cái video này và cho mình một like. Và hãy chia sẻ cái video này đến những cái bạn khác. Đang có những cái khó khăn, đang cần những cái giải pháp mà tạo content. Cảm ơn tất cả các bạn nha.